Long Vương trở lại, Giang Thần. Chương 276, món đặt cược vô cùng mạo hiểm. Hắc Xà biết rõ rất khó để cứu được đại ca ra, mặc dù thiên tử đã đồng ý nhưng anh ta vẫn không tin tưởng thiên tử. Nơi này là Giang Trung, là nội địa Trung Quốc. Thiên tử là một trong ngũ đại soái, nắm trong tay binh mã thiên hạ, chỉ cần thiên tử cho người bao vây nơi này lại thì anh ta khó lòng mà trốn thoát, đến lúc đó không những không cứu được đại ca mà ngay cả tính mạng mình anh ta còn khó giữ. Giang Thần là món cược duy nhất mà anh ta có. Nhưng anh ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu dùng tính mạng của Giang Thần uy hiếp thiên tử thì chi bằng anh ta hợp tác với Giang Thần, như vậy cơ hội sẽ nhiều hơn một chút. Giang Thần hút thuốc lá, chìm vào trong suy tư. Anh không rõ Độc Bộ Vân là ai, nhưng anh lại biết rất rõ Hắc Điện là tổ chức như thế nào. Đây là một tổ chức sát thủ, người của Hắc Điện hai tay đều nhuốm đầy máu, cho nên Hắc Xà cũng tuyệt đối không phải tên tốt đẹp gì. Nhưng, anh đã dẫn dụ Hắc Xà tới, chẳng phải vì muốn thu thập một ít cao thủ, phục vụ cho bản thân hay sao? Anh muốn hợp tác thế nào? Hắc Xà đáp, tôi biết mối quan hệ của anh với Tiêu Giao Vương không phải kiểu thông thường, hiện giờ toàn bộ Giang Trung đều nằm trong vòng phong tỏa của ông ta, chúng ta vào được khó ra, tôi cần anh gọi điện cho Tiêu Giao Vương. Vào lúc cần thiết hãy cho chúng tôi một con đường, tôi hứa sẽ chỉ cứu đại ca ra, còn lại, Hắc Điện là của anh, tất cả những người trong Hắc Điện cũng sẽ làm việc cho anh. Ha! Giang Thần cười nhạt một tiếng, nói anh nghĩ tôi sẽ hợp tác với anh sao? Anh đứng dậy, đỡ Hứa Tinh, xoay người bỏ đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa mới ra khỏi mật thất dưới lòng đất, mấy chục họng súng lập tức chĩa vào hai người họ. Để anh ta đi. Hắc Xà lớn giọng quát. Vâng. Những người này nhanh chóng thu súng lại. Giang Thần đi ra khỏi mật thất dưới lòng đất. Bên ngoài, toàn là những tên sát thủ. Những người này đều đang đợi, đợi trời sáng. Trời sáng rồi bọn họ sẽ nghĩ cách rời khỏi. Tới lúc đó, bọn họ sẽ có trong tay 10 tỷ. Có được món tiền này, bọn họ sẽ có thể thật sự được quy ẩn, sống cuộc sống bình dị thường ngày. Giang Thần đi đến, tất cả mọi người đều đứng lên, vẻ mặt cảnh giác. Hắc Xà đi tới. Một sát thủ chất vấn, Hắc Xà đại ca, chuyện này là có ý gì? Hắc Xà thản nhiên nói, không có ý gì, để anh ta đi. Giang Thần không để ý tới những người này, chỉ kéo Hứa Tinh bỏ đi. Thế nhưng, chân Hứa Tinh đã tê dại, vừa đi được vài bước, vẻ đau đớn đã hiện trên mặt. Giang Thần không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tôi, chân tôi bị tê, đau quá. Giang Thần nhìn đôi chân dài trắng nõn của cô một cái rồi ngồi xổm xuống và hỏi chân nào. Chân này, Hứa Tinh chỉ vào chân phải. Giang Thần đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa vài cái trên bắp chân cô. Thế nào rồi? Đỡ hơn nhiều rồi. Giang Thần đứng lên, kéo Hứa Tinh rời đi. Những người có tiếng tăm lẫy lừng trong giới sát thủ tề tựu lại, nhưng lại không có một ai ra tay, cứ như vậy nhìn Giang Thần và Hứa Tinh rời đi. Có rất nhiều người trong làng, đều là người dân trong làng. Nhưng những người này đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Ngôi làng được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng Giang Thần dễ dàng rời khỏi làng. Sau khi rời khỏi làng, Giang Thần dừng lại. Anh ngồi trên một tảng đá rồi chìm đắm vào suy nghĩ. Anh Giang, không đi nữa sao? Hứa Tinh không khỏi nhíu mày, cô hỏi anh, không phải anh thực sự muốn hợp tác với những người điên này chứ? Một lúc lâu sau, Giang Thần mới hít sâu một hơi và nói, cô không hiểu tình hình bây giờ của tôi đâu. Cô về trước đi, trở về nhà họ Giang, tôi ở lại xem tình hình. Giang Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là dự định mạo hiểm một lần nữa. Hắc Điện là một tổ chức rất mạnh. Người của Hắc Điện đều là cao thủ. Nếu thực sự có thể thu phục Hắc Điện, chuyện này sẽ giúp rất nhiều cho những hành động của anh sau này. Tôi sẽ không đi. Hứa Tinh giống như một đứa trẻ giận dỗi, bĩu môi nói, anh không đi, tôi sẽ không đi. Giang Thần nhìn cô ta một cái và quát lên. Cô có biết ở đây là nơi nào không? Có biết bên trong đều là ai không? Mấy người này đều là sát thủ. Cô ở đây rất nguy hiểm, còn có thể cản trở hành động của tôi. Lập tức quay trở về cho tôi. Hứa Tinh bị anh gắt, nhất thời đờ ra. Cô ta bị quát cho đến nỗi hai mắt ngấn lệ. Đợi đấy. Giang Thần xoay người đi về hướng thôn làng. Rất nhanh đã vào tới thôn. Ha ha, Hắc Long, tôi biết ngay là kiểu gì anh cũng hợp tác với tôi mà. Hắc Xà thấy Giang Thần quay lại. Bèn đi tới Giang rộng hai cánh tay định ôm chầm lấy anh. Cút! Giang Thần giơ chân lên toàn đạp cho anh ta một phát. Nhưng chân anh còn đang bị thương, vừa nhấc lên đã không khỏi đau đến mức nghiến răng. Hắc Xà lui lại mấy bước, tránh né. Giang Thần nói, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe.
Hắc Xà tiện tay lấy ra một chùm chìa khóa vứt sang cho anh, nói, xe đậu ở cổng thôn. Giang Thần cầm lấy chìa khóa rời đi. Lúc anh trở ra thì Hứa Tinh cũng đã tới cổng thôn, có điều ở đây có rất nhiều cao thủ võ trang canh giữ, cô ta không dám vào bên trong. Cô ta không biết Giang Thần vào thôn làm gì, sốt ruột lo lắng đi tới đi lui ngoài cổng thôn. Anh Giang Thần. Giang Thần đi tới, ngay lập tức gương mặt cô ta lộ rõ vẻ mừng rỡ, cô ta lao tới định bổ nhào vào lồng ngực anh. Giang Thần kịp thời giơ tay giữ trước ngực ngăn cô ta lại. Anh chỉ là muốn ngăn không cho cô ta nhào vào người mình, ai ngờ lại đụng trúng ngực của cô ta. Hứa Tinh lập tức đỏ mặt. Giang Thần cũng lộ vẻ ngượng ngùng, anh nhét chùm chìa khóa vào tay Hứa Tinh, cười xấu hổ, nói, cô lái xe về trước đi. Hứa Tinh đỏ mặt, hỏi, còn anh? Giang Thần nói, tôi có chuyện quan trọng cần làm, cô về rồi đi thăm Sở Sở, có lẽ cô ấy đang rất sợ hãi, cô hãy an ủi cô ấy, nhưng mà đừng nói cho Sở Sở biết những chuyện này. Hứa Tinh cắn nhẹ môi, nghĩ một chút rồi gật đầu nói, được. Cô ta ấn chìa khóa xe. Một trong những chiếc xe đậu ngoài cổng thôn sáng đèn, cô ta đi tới rồi mở cửa xe ra. Sau khi lên xe, Hứa Tinh hạ cửa kính xe xuống rồi nhắc nhở cẩn thận chút. Nói xong, cô ta khởi động xe, cứ thế lái đi. Giang Thần nhìn xe Hứa Tinh rời khỏi, sau đó anh mới quay trở lại trong thôn. Một ngôi nhà trong thôn làng. Giang Thần ngồi trên một chiếc ghế sofa cũ nát. Đối diện chỗ anh ngồi, chính là Hắc Xà. Giang Thần ung dung hỏi, cụ thể việc tôi cần làm là gì? Hắc Xà đáp, thiên tử hứa trước khi trời sáng sẽ đưa đại ca tôi tới đây, hơn nữa anh ta sẽ tới một mình, còn chuẩn bị cho tôi một chiếc máy bay trực thăng để tôi rời khỏi đây. Đổi lại, tôi phải giao anh cho anh ta, nhưng tôi không tin tưởng thiên tử, tôi và anh phải phối hợp với nhau, anh phải làm tín hiệu đèn xanh chắc chắn cho tôi an toàn rời khỏi đây. Còn về phần anh, Hắc Xà nhìn Giang Thần, đột nhiên anh ta búng tay một cái. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào. Hắc Xà chỉ vào người này, nói tôi đã tìm giúp anh một con tốt thí mạng, anh chỉ cần chế tạo ra một cái mặt nạ ra người trông giống hệt với mình là được, còn anh sẽ nấp trong chỗ tối, đến lúc đó tôi sẽ giao người này cho thiên tử. Hắc Xà ngừng một lát rồi nói tiếp, nếu tôi có thể thuận lợi đưa đại ca rời khỏi đây là tốt nhất, còn nếu gặp phải mai phục, thì lúc đó anh phải ra mặt. Anh yên tâm, tôi nói lời giữ lời, chỉ cần có thể an toàn rời khỏi đây thì sau này Hắc Điện sẽ do một tay anh điều khiển. Còn đám ở bên ngoài, Giang Thần liếc nhìn bên ngoài một cái. Bọn họ ư? Sắc mặt Hắc Xà thoáng hiện lên vẻ âm u, anh ta nói, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, trời sáng là có thể rời đi, còn về phần có rời khỏi được hay không thì phải xem bản lĩnh của bọn họ. Giang Thần hiểu rồi. Đám sát thủ bên ngoài kia đã sớm bị bỏ rơi. Có thể sống sót rời khỏi đây không thì phải xem số mạng của bọn họ. Được, tôi đồng ý với anh. Giang Thần nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đồng ý. Đây là một ván cược đầy hy vọng. Thắng cược, anh sẽ có được toàn bộ Hắc Điện, vô số sát thủ của Hắc Điện sẽ phục tùng cho anh. Thua cược, cũng chỉ là để một kẻ thù cường mạnh rời khỏi đây mà thôi. Rất đáng để cược. Chương 277, không cần tốn nhiều sức. Giang Thần nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ đêm. Anh suy nghĩ trong chốc lát, nói tôi cần một ít đồ, đem giấy bút tới, tôi viết vài thứ, anh nhanh chóng chuẩn bị giúp tôi. Hắc Xà lập tức phân phó, chuẩn bị giấy bút. Rất nhanh đã có người đem giấy bút lên. Giang Thần viết các vật cần thiết để chế tác mặt nạ ra người, còn ghi thêm không ít dược liệu. Hắc Xà thấy danh sách đối phương viết, không khỏi nhíu mày, hỏi anh cần dược liệu làm gì. Cái này anh không cần hỏi tới, nhanh chóng đi chuẩn bị. Thời gian không còn nhiều. Hắc Xà lập tức đi sắp xếp. Mà Giang Thần, thì bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắc Xà chuẩn bị xong rất nhanh. Chưa tới một tiếng, đồ Giang Thần cần đã được đưa tới. Anh bắt đầu chế tác mặt nạ ra người. Sau khi hoàn thành, thì bắt đầu loay hoay với dược liệu. Một lần bận rộn liền tới 4 giờ sáng, khoảng cách mặt trời sắp mọc, cũng chỉ còn 2 tiếng. Giang Thần đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, không ít sát thủ đang ngồi. Những sát thủ này cũng không có ngủ, bởi vì bọn họ đều biết tối nay rất quan trọng, thôn này có khả năng bị quân đội bao vây, nên mọi người phải hoàn toàn sốc lại tinh thần. Khi Giang Thần xuất hiện, vẻ mặt bọn họ đều là đề phòng theo dõi anh. Giang Thần đi tới bậc cửa ngồi xuống, nhìn sát thủ bên ngoài phòng, nói, đều là người một nhà, không cần khẩn trương, chúng ta nói chuyện phiếm chút đi. Không có gì để nói với mày. Một người thanh niên 27-28 tuổi mở miệng. Trên mặt đối phương bôi không ít thuốc màu, không thấy rõ dáng vẻ lắm. Lúc Giang Thần chế tác mặt nạ, đã gọi điện thoại cho Giang Mị,
hỏi một ít thông tin của những kẻ đứng đầu trong danh sách sát thủ. Anh nhìn thanh niên đã nói chuyện, xem qua cách ăn mặc, chắc là người này rồi. Không rõ tên thật, danh hiệu là Gió Nam Nửa Đêm, một pho tượng bậc SSS trong giới sát thủ, đứng thứ 5 trong danh sách, thực lực rất mạnh. Giang Thần nhìn đối phương, cười nhẹ, Gió Nam Nửa Đêm, cao thủ hàng thứ 5 trong số sát thủ. Hừ, Gió Nam Nửa Đêm lạnh giọng hừ một cái. Giang Thần nhìn mọi người, cười nói, lẽ nào các người không biết, lần này tới Giang Trung có hệ số nguy hiểm cao bao nhiêu, hôm nay Tiêu Giao Vương đang trấn giữ ở đó, hiện tại 5 tỉnh đã bị đóng cửa phong tỏa, vào thì dễ, muốn ra lại rất khó, mà Hắc Xà đã sớm bỏ qua các người. Giang Thần thờ ơ không để ý mở miệng. Các người có thể còn không biết, Hắc Xà căn bản không có dự định dẫn theo các người, chuyến đi lần này của anh ta cũng không phải tới giết tôi, mà mục đích thực sự là cứu chủ của mình Độc Bộ Vân. Ông ta đã đạt thành hiệp nghị với thiên tử, đối phương sẽ dẫn ông ta đi, trả lại trực thăng, cho người an toàn rời khỏi, đem đầu của chúng ta tặng cho thiên tử. Sắc mặt của đám sát thủ ngưng trọng. Không cần Giang Thần nói, bọn họ cũng đã hiểu, chỉ vì 100 triệu, đáng giá để mạo hiểm. Chờ mặt trời lên, bọn họ sẽ nghĩ cách rời đi, rời khỏi Giang Trung, sống sót là nhận được 100 triệu, với số tiền đó, liền có thể chân chính ẩn cư. Tất cả mọi người ở đây đều có cùng suy nghĩ. Một cô gái vứt ánh mắt sang Giang Thần, chúng tôi chết, anh cũng không sống được. Cô gái nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, mặc đồng phục học sinh, giữ một mái tóc dài màu đen, nhìn qua vô cùng thanh thuần, chỉ cần coi vẻ bề ngoài, tuyệt đối không có cách nào liên hệ đối phương với cụm từ sát thủ. Mà cô ta lại không bình thường. Thông tin trong tài liệu của Giang Nghị, Giang Thần biết, đối phương cũng là sát thủ bậc SSS, đứng hàng thứ 3 trong danh sách, biệt danh là Tiểu Thái Muội. Đừng thấy người trẻ tuổi, một bộ dáng vẻ học sinh trung học. Thật ra hết thảy đều do cô ta ngụy trang. Thủ đoạn đối phương rất độc ác, giết người đến mắt cũng không chớp cái nào. Giang Thần nhìn cô ta, cười nói, cô có thể đã sai rồi, Hắc Xà không tin thiên tử, cho nên mới hợp tác với tôi, chỉ cần Hắc Xà không giết tôi, chắc chắn tôi có thể sống sót rời đi, hơn nữa anh ta biết bản thân không giết được tôi, khi này mới tới hợp tác. Một ông già hỏi, Hắc Long, cậu nói những thứ này với chúng tôi là có ý gì? Đối phương là người đã trói mình ở núi Ngũ Cốc trước đây. Ông ta đứng hàng thứ 4 trong bảng sát thủ, tên thật không rõ, biệt danh Đăng Đồ Lãng Tử. Trong tài liệu của Giang Mị, ông ta rất háo sắc, tiền đời này đều dùng trên người phụ nữ. Giang Thần lấy ra một điếu thuốc châm lửa, lẳng lặng hút. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người anh, đợi người lên tiếng. Sau một hồi, Giang Thần mới mở miệng. Nói, chúng ta tới bàn chuyện nhân sinh đi, các người làm sát thủ là vì cái gì? Nghe vậy, mọi người đều thắc mắc nhìn Giang Thần, không biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì. Giang Thần nói, hay tôi nói thay đi, các người ra sống vào chết, là vì tiền, tôi tin trong số ở đây không ít người có người nhà, nên các người mới muốn kiếm tiền, để bọn họ có cuộc sống tốt hơn và đây là cách các người làm, sau khi kiếm đủ thì sẽ ẩn cư, sống như người bình thường. Mọi người im lặng. Giang Thần nói không sai. Bọn họ liều mạng đi lên, chính là vì kiếm tiền. Giang Thần nói tiếp, Hắc Xà đồng ý cho mỗi người 100 triệu, tôi tin Hắc Xà sẽ không nuốt lời, bởi vì Hắc Điện không thiếu tiền, nhưng các người không có mạng để lấy được số tiền này, trời vừa sáng, chính là giờ chết của các người. Các người cho rằng, tài năng của bản thân có thể khiến mình sống sót từ lớp lớp vòng vây của quân đội. Ám sát, một mình đấu thì các người đúng là cao thủ. Nhưng đối đầu với quân đội, các người không có bất kỳ một cơ hội sống nào. Giang Thần mở miệng gằn từng chữ. Thằng nhóc, rốt cuộc mày muốn nói gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Đừng lòng vòng quanh co, có chuyện cứ nói thẳng. Nhiều sát thủ không nhịn được. Giang Thần cười nhạt, thật ra, điều tôi muốn rất đơn giản. Các người muốn tiền, tôi có thể cho. Các người muốn sống như người bình thường, tôi cũng có thể cho. Chỉ cần các người hạ đồ đao, không làm sát thủ nữa. Quy thuận tôi, sát cánh bên cạnh tôi, mặc tôi sử dụng. Như vậy hết thảy những mong muốn của các người tự nhiên sẽ đến, điều quan trọng cuối cùng là còn mạng sống. Giang Thần nói ra mục đích của chính mình. Chính các người suy nghĩ, đúng rồi, tôi phải nhắc nhở các người, cách mặt trời mọc chỉ còn 2 tiếng, thời gian không nhiều lắm. Giang Thần nói xong, đứng lên, đi vào trong. Bên ngoài, một đám sát thủ đều im lặng, Giang Thần nói rất có lý. Bọn họ ám sát tuyệt đối vô cùng giỏi, nhưng đối mặt với quân đội, phần thắng coi như bằng không. Giang Thần vào trong, ngồi trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi. Không bao lâu, có người đi tới. Anh hơi mở mắt.
một người đàn ông cỡ chừng 40 tuổi, mặc áo khoác màu đen, màu da hơi ngâm, giống như làm việc ở công trường, bị phơi nắng đến cháy. Hắc Long, tôi nguyện ý quy thuận, tôi nguyện ý đi theo cậu. Người đàn ông mở miệng. Giang Thần nhìn đối phương, trên mặt mang theo ý cười. Hoang dã, sát thủ bậc SSS, đứng hàng thứ 6. Anh không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có sát thủ nguyện ý quy thuận mình. Có điều, đối với những sát thủ này, anh có chút lo lắng. Giang Thần lấy ra thuốc đã điều chế tốt ném qua. Hoang dã chụp lấy, cầm trong tay xem trong chốc lát, nhíu mày, hỏi, đây là cái gì? Giang Thần thản nhiên nói, đây là thuốc độc, tôi không tin ông, chỉ có dùng độc dược khống chế các người, nếu như thực sự nghe lời, như vậy có thể lấy được thuốc giải, ngược lại, vậy cũng chỉ độc phát rồi chết, chính anh suy nghĩ kỹ càng, tôi không có ép. Hoang dã hơi do dự, sau đó uống hết thuốc độc của Giang Thần. Sau khi uống xong, ông ta mở miệng nói, tôi cần 100 triệu, đưa tôi số tiền đó, nửa đời sau đều bán mạng cho cậu. Giang Thần cười nhạt, nói, được, được. 100 triệu. Anh làm sao có thể lấy ra? Hắc Xà đã đồng ý cho bọn họ 100 triệu, chỉ cần anh có thể thu phục đám sát thủ này, thì có thể đòi tiền từ chỗ đối phương. Xuống nghỉ ngơi đi, Giang Thần hơi chịu thua. Vâng. Hoang dã xoay người rời khỏi. Người vừa đi không bao lâu, đã có người thứ hai tới. Là một cô gái, mặc bộ đồ da màu đen ôm sát người, quần da, vóc dáng bên ngoài nóng bỏng, còn nhuộm một đầu tóc dài màu bạc. Nhìn qua rất quyến rũ. Tử Vũ, sát thủ thứ 10 trong danh sách. Giang Thần nhìn người đi tới. Từ đầu tới chân. Lớn lên quá xinh đẹp, vóc dáng cũng không tệ. Hắc Long, tôi giúp anh làm việc, điều kiện tiên quyết là có thể đưa tôi 100 triệu, bảo đảm mạng sống của tôi. Tử Vũ vừa vào liền trực tiếp thông báo điều kiện. Giang Thần gật đầu, nói, không thành vấn đề. Anh lấy ra thuốc độc đã điều chế, ném cho đối phương, uống nó. Đây là cái gì? Cái này là độc dược, sau khi uống vào, mỗi tháng dùng thuốc giải một lần, nếu như không có thuốc giải, như vậy sẽ độc phát, thối rữa toàn thân, 3 ngày sau sẽ chết. Sắc mặt Tử Vũ hơi thay đổi. Giang Thần thản nhiên nói, chính cô suy nghĩ kỹ càng, nghĩ rõ hay uống, tôi không ép. Tử Vũ hơi do dự, sau đó trực tiếp uống thuốc độc Giang Thần điều chế. Giang Thần vẫn cười nhạt, nói, được rồi, xuống nghỉ ngơi đi, sau khi trời sáng, tôi sẽ dẫn cô rời đi. Kế tiếp. Sát thủ đứng đầu bảng đều tới tìm Giang Thần. Bọn họ cẩn thận so sánh, lần này đúng là rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Hơn nữa điều kiện Giang Thần đưa ra rất mê người, có mạng, có tiền, bọn họ đều thỏa hiệp, lựa chọn theo đối phương, còn cam tâm tình nguyện uống thuốc độc. Giang Thần không cần tốn nhiều sức đã thu phục được một vài cao thủ đứng đầu. Có những cao thủ này, anh sẽ dễ làm những việc kế tiếp hơn. Chương 278, ai chơi ai? Trong làng, trong một căn phòng khác, Hắc Xà ngồi trên ghế sofa, hai tay gõ nhịp lên mặt bàn, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, đàn em đang đứng một bên. Đại ca, Hắc Long đã thu phục được mấy sát thủ được thuê tới rồi. Nghe được báo cáo của đàn em, vẻ mặt Hắc Xà lập tức u ám. Hắc Long quá khủng bố, đây là sát thủ trên bảng sát thủ, mỗi người đều là sát thủ cực kỳ đáng sợ, nếu không phải ra giá 10 tỷ thì không thể tập hợp những sát thủ này lại với nhau. Bây giờ Giang Thần đã dễ dàng thu phục được bọn họ, chuyện này quá nghịch thiên rồi. Không cần để ý tới. Hắc Xà hơi khựng lại. Chỉ cần có thể cứu được ông chủ, Giang Thần lôi kéo hay thu phục ai đều không quan trọng. Độc Bộ Vân là người sáng lập ra Hắc Điện. Đã gần 30 năm kể từ khi thành lập Hắc Điện. Hơn 30 năm qua, Độc Bộ Vân nắm giữ sự giàu có của thế giới, tài sản của ông ta giàu không kém gì của quốc gia. Nhưng khi ông ta bị bắt thì số tiền này đã trở thành tiền chết, không ai biết nó ở đâu. Để có được số tiền này, anh ta quyết định đánh cược một lần. Cho dù có phải lật đổ toàn bộ Hắc Điện thì anh ta cũng không ngại. Nó không đơn giản chỉ là 1 hoặc 200 tỷ mà thôi. 1-200 tỷ chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản của Độc Bộ Vân. Được rồi, mau đi xuống đi, thông báo cho các anh em, cất hết vũ khí đi, cứ làm như bình thường là được. Trời sắp sáng rồi, đừng để người ngoài nghi ngờ. Vâng. Trong căn phòng khác, Giang Thần cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đồng thời anh cũng đang suy nghĩ, trăn trở về mục đích thực sự của Hắc Xà. Anh không tin Hắc Xà vì cứu Độc Bộ Vân mà để cho anh làm đại ca của Hắc Điện. Rốt cuộc thì mục đích của Hắc Xà là gì? Anh nghĩ mãi mà không rõ. Lần này anh lôi kéo Hắc Xà đến Giang Trung chính là vì muốn thu phục vài sát thủ, hiện tại đã đạt được mục đích này.
về phần chức vị điện chủ Hắc Điện hư vô mờ mịt này, đối với anh thì có làm hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nếu đã như vậy thì... Vẻ mặt của Giang Thần lộ ra vẻ u ám, bụng dạ của Hắc Xà quá sâu khiến anh không thể nhìn thấu được. Độc Bộ Vân cũng tuyệt đối không được thả về, nếu không sẽ là một tai họa. Giang Thần hít một hơi thật sâu. Trong khi đó, Giang Trung, nhà họ Đường, Đường Sở Sở đã được đưa về nhà an toàn, Hứa Tinh cũng chạy tới. Hứa Tinh đang ở trong phòng cùng Đường Sở Sở. Đường Sở Sở liên tục hỏi, Hứa Tinh, sau khi tớ bị đưa đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu rời đi như thế nào, Giang Thần thế nào rồi, anh ấy bị trúng đạn, anh ấy không sao chứ? Nét mặt Đường Sở Sở vô cùng lo lắng. Mặc dù cô đã trở về an toàn nhưng khuôn mặt cô vẫn còn nhợt nhạt. Hứa Tinh không ngừng an ủi, không có việc gì, anh Giang sẽ sớm trở về thôi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc thì bọn họ là ai, vì sao phải bắt tớ, vì sao phải bắt Giang Thần, có phải Giang Thần đắc tội với người nào rồi hay không? Không có, không có, Hứa Tinh nói. Giang Thần đã dặn dò là không được nói cho Đường Sở Sở biết. Cho nên vào lúc này, cô ta thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà tôi tin tưởng anh Giang là người tốt. Vậy thì trời sắp sáng rồi mà sao anh ấy còn chưa về? Đường Sở Sở vô cùng lo lắng. Mà Hứa Tinh thì không ngừng an ủi. Bầu trời dần dần xuất hiện những tia sáng của ánh bình minh. Mặt trời từ từ mọc lên từ phía dưới đường chân trời và chiếu sáng vùng đất tối tăm này. Vừa mới bình minh đã có một chiếc xe hơi xuất hiện bên ngoài thôn. Một người đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông ngoài 30 tuổi, trông rất bình thường, thuộc kiểu người không thu hút được sự chú ý khi đứng giữa đám đông. Lúc này lại có một lão nông dân vác cuốc đi tới, ông lão nhìn người đàn ông trung niên đã xuống xe và đang đứng trước xe, ông ta không nhịn được mà hỏi cho hỏi anh đang tìm ai vậy. Người đàn ông trung niên thấy ông ta là một nông dân nên không thèm trả lời mà lại tự lẩm bẩm, đại ca, em đã tới nơi rồi, nhưng nơi này chỉ là một ngôi làng nhỏ, tất cả đều bình thường, không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào cả. Chờ đã, một giọng nói khàn khàn truyền tới từ chiếc tai nghe ẩn đang được giấu trong tai anh ta. Trong khi đó, cách ngôi làng vài ngàn mét, có một ngôi nhà ở đó. Hắc Xà đã tới đó trước khi bình minh kịp ló dạng. Lúc này điện thoại của Hắc Xà reo lên, anh ta trả lời điện thoại. Hắc Xà, tôi đưa Độc Bộ Vân tới ngôi làng mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó rồi. Hắc Xà hỏi, không còn ai khác đúng không? Yên tâm, khẳng định là không có ai. Hắc Xà cúp máy. Sau đó anh ta gọi một cuộc điện thoại khác, chúng ta hãy ra khỏi làng xem thử. Đàn em của Hắc Xà nhận được điện thoại thì lôi kéo Giang Thần giả mạo ra khỏi thôn, hắn phát hiện ngoài ngôi làng có một chiếc xe và có một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở đó. Vài tên thuộc hạ của anh ta nhìn chằm chằm vào Giang Thần giả mạo. Có một người đàn ông trung niên đứng dậy, nhìn sang người bên kia và hỏi, ông chủ của tôi đâu? Cậu chính là Hắc Xà. Đúng vậy. Nghe vậy, người đàn ông trung niên mở cửa xe. Ở phía sau xe là một người đàn ông đội mũ trùm đầu và tay chân bị trói bằng dây xích. Người đàn ông mặc đồng phục tù nhân, bởi vì anh ta đội mũ trùm đầu nên không thể nhìn thấy anh ta trông như thế nào. Ông chủ, Hắc Xà giả mạo nhanh chóng bước tới. Dừng lại. Người đàn ông trung niên lập tức lấy ra một khẩu súng nhắm vào người đàn ông đang đội mũ trùm đầu, lạnh lùng nói, tôi đã đưa người tới, mau giao Hắc Long ra đây. Hắc Xà giả mạo ngoắc ngoắc ngón tay, Giang Thần giả mạo ở phía sau liền bị đưa tới. Hắc Xà giả mạo lấy súng bắn vào đầu Giang Thần giả mạo. Giang Thần giả mạo lập tức ngã xuống đất và không còn sự sống. Hắc Xà giả mạo nhẹ nhàng nói, tôi đã thỏa thuận với anh mang đại ca chúng tôi đến, tôi sẽ giao đầu của Hắc Long cho anh, hiện tại người đã chết rồi, anh tự đi mà chặt đầu anh ta đi, thả ông chủ của chúng tôi ra, còn nữa anh hãy chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc trực thăng. Người đàn ông trung niên thì thào nói, ông chủ, Hắc Long đã chết. Có một giọng nói truyền đến từ chiếc tai nghe hắn đang mang trên tai, qua đây, để tôi xem một chút. Vâng. Người đàn ông trung niên bước tới. Hắn có một chiếc máy ảnh nhỏ được gắn trên người. Cảnh tượng ở đây được quay lại rõ ràng, hình ảnh Giang Thần bị bắn chết cũng được nhìn thấy rất rõ ràng. Giang Thần, trong một căn phòng bí mật. Thiên tử theo dõi camera, nhìn thấy cảnh tượng Hắc Long nằm trong vũng máu, anh mạnh mẽ đứng lên, phân phó, Hắc Long đã chết, hành động, một lưới bắt hết tất cả bọn chúng. Vâng. Sau khi người đàn ông trung niên nhận lệnh, nhìn Hắc Xà giả mạo đang cười tâu toét với mình, hắn lập tức lấy một quả lựu đạn từ thắt lưng của mình ra và ném nó đi. Tất cả tránh ra.
Hắc xà rất tức giận và nhanh chóng né tránh. Sau đó người đàn ông trung niên mang theo Độc Bộ Vân nhanh chóng lên xe và lái đi mất. Ngay sau đó, vài người đàn ông mặc đồ đen và được trang bị đầy đủ vũ trang xuất hiện. Những người này nhanh chóng xông vào ngôi làng. Đùng đùng. Tiếng súng vang lên, cách đó vài nghìn mét. Mẹ nó. Hắc xà đập bàn, bàn gỗ lập tức chia năm xẻ bảy. Thiên tử, dám đùa giỡn với ông đây sẽ không để yên cho mày đâu. Khuôn mặt hắc xà tối đen trông vô cùng đáng sợ. Đại ca. Một tên đàn em vội vàng chạy đến và hét lên, không biết là thế lực nào, những người này đang quét sạch ngôi làng và đang lao về phía chúng ta. Rút lui. Hắc xà ra lệnh ngay lập tức, anh ta lập tức nghĩ tới Giang Thần. Anh ta nhìn Giang Thần đang thong dong ngồi trên ghế sofa thì lập tức bắt lấy cọng rơm cứu mạng này. Giang Thần, hiện tại chỉ có anh mới có thể dẫn tôi rời đi, lập tức dẫn tôi rời khỏi nơi này, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương, để anh ta tới đây hộ tống tôi. Giang Thần đang hút thuốc, vẻ mặt lãnh đạm nói, Hắc xà, anh đang ra lệnh cho tôi sao? Giang Thần, trước đây chúng ta đã thỏa thuận. Hắc xà còn chưa kịp nói dứt lời thì một khẩu súng đã chĩa vào đầu anh ta. Thái Tiểu Muội, một trong 10 sát thủ hàng đầu, cô ta cầm cây súng lục tinh xảo đặt lên đầu Hắc xà, vẻ mặt u ám thoáng qua trên khuôn mặt ngây thơ. Cô ta cười lạnh, Hắc xà, đừng có hành động hấp tấp, tôi rất dễ hoảng sợ đấy, mà hoảng sợ thì sẽ run tay, tôi không đảm bảo được mạng sống của anh đâu. Chương 279, Kinh Đô Xích Diễm Quân. Hắc xà bị họng súng chĩa xuống đầu, anh ta không dám nhúc nhích. Mặc dù anh ta đứng thứ hai trong danh sách sát thủ, nhưng tất cả những sát thủ hàng đầu đều có mặt ở đây, nếu đối đầu mà nói sẽ không có ai thua anh ta. Hắc Long, anh có ý gì? Vẻ mặt Hắc xà ủ rũ, anh ta nói, tôi thẳng thắn thành khẩn gặp mặt anh, còn cho anh làm phó điện chủ Hắc Điệt, nhưng anh lại đối phó với tôi. Giang Thần đứng lên, vẻ mặt không để ý tới, nhẹ giọng nói, tôi không tin anh, người như anh lòng dạ quá sâu, tâm cơ quá nặng. Từ lúc anh đến nhà họ Giang, anh đã có mưu đồ với tôi, muốn lấy tôi làm tay sai à? Tôi không có. Hắc xà lớn tiếng nói, tôi rất nghiêm túc, tôi chỉ muốn cứu đại ca có công nuôi dưỡng và cứu mạng tôi, nếu không có đại ca, tôi đã chết từ lâu rồi, vì cứu đại ca, tôi sẽ không tiếc. Giết! Giang Thần nhẹ giọng nói. Ngay lập tức, anh quay người và đi về phía cửa. Lúc này, Hắc xà mới sợ hãi. Anh ta là sát thủ đứng thứ hai trong danh sách sát thủ, từ khi xuất đạo đến nay, anh ta chưa bao giờ sợ hãi, cũng không biết chết là gì. Hắc Long, tôi biết một tin tức, tôi sẵn sàng đánh đổi tin tức này để đổi lấy mạng sống của mình. Ồ! Giang Thần dừng lại, quay đầu nhìn Hắc xà bị dọa trên mặt đổ rất nhiều mồ hôi, nhẹ giọng hỏi tin gì. Hắc xà vội vàng nói, đại ca của tôi, cũng chính Độc Bộ Vân, anh ta là người sáng lập ra Hắc Điện. 30 năm nay anh ta đã thu thập tài nguyên của thiên hạ, giàu có đủ để sánh ngang với cả nước, anh ta đã xây một căn phòng bí mật nào đó dưới lòng đất Đại Hạ Cảnh, của cải tích lũy cả đời đều bị chôn vùi trong một căn phòng bí mật. Không quan tâm. Vẻ mặt Giang Thần không quan tâm, anh nói, anh cũng biết tôi từng là Nam Hoang Hắc Long, phụ trách hình kiếm, anh cho rằng tôi thiếu tiền sao? Đối với tôi, tiền chỉ là một dãy số mà thôi. Hắc xà lo lắng nói, cái này khác, đây không phải tiền, là vàng. Là vàng bạc, là trang sức, là đồ cổ vô giá. Giang Thần xoay người rời đi. Bùm! Ngay khi anh vừa quay đi, em gái Du Côn đã nổ súng. Hắc xà ngã xuống vũng máu. Theo kế hoạch của Giang Thần, anh muốn thu phục Hắc xà. Không ngờ tới Hắc xà lại gọi một số sát thủ trong danh sách top 10 sát thủ tới. Đã có những sát thủ này, Hắc xà đã vô dụng. Thuộc hạ của Hắc xà bị dọa sợ không dám nói câu nào. Cho đến khi Hắc xà chết đi, mấy người đàn em của anh ta trực tiếp quỳ xuống đất. Hắc Long, tôi nguyện ý phục tùng. Xin hãy cho tôi một con đường sống. Giang Thần cũng không có mấy thiện cảm với đám người thấp hèn này. Loại người này sống trên đời sẽ chỉ làm hại thêm nhiều người trên thế giới này. Giết hết bọn họ. Vẻ mặt Giang Thần lạnh lùng, xoay người bước ra ngoài. Bùm bùm bùm. Tiếng súng trong phòng vang lên. Ngay sau đó những người mà anh thu phục đã đi ra. Anh Giang, đã xử lý toàn bộ rồi. Ừm. Giang Thần gật đầu. Đúng lúc này, từ xa có một nhóm người đi tới. Nhóm người này đều mặc đồ đen, cầm vũ khí trong tay. Giang Thần vừa nhìn thấy hành động của họ, biết rõ họ là quân nhân, chỉ là họ không mặc quân phục mà thôi. Rất nhanh, hàng trăm người đã xuất hiện trước căn phòng, bao vây họ. Hắc Long. Người đàn ông dẫn đầu cau mày khi thấy anh đứng trước cửa phòng.
Vẻ mặt người đàn ông trung niên có chút trịnh trọng, lập tức nhẹ giọng nói, ông chủ, đã tìm được Hắc Long. Giang Trung, một căn phòng bí mật. Thiên tử nhìn thấy Hắc Long thông qua camera mini, ông ta tức giận mắng, hắc xà chết tiệt, dám giở trò với tôi. Ông chủ, bây giờ phải làm sao? Người đàn ông dẫn đầu thấp giọng hỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, một nhóm người từ xa lại lao tới. Bỏ vũ khí xuống, tất cả ngồi xổm trên mặt đất. Một tiếng hét lớn vang lên. Mấy trăm người quay đầu lại, thấy chung quanh đông đúc chẳng chịt đều là người, những người này đều có trang bị, sắc mặt bất giác thay đổi. Đây là nghìn quân Hắc Long mà Giang Thần mang theo từ Nam Hoang. Tối hôm qua, anh liên lạc với Mộc Vinh, nhờ anh ta đưa người đến đây, ẩn núp chờ đợi hành động. Mộc Vinh đi về phía Giang Thần, gọi, đại ca. Ừm. Giang Thần nhẹ gật đầu. Giang Trung, căn phòng bí mật, thiên tử nhìn thấy tình hình ở đây, ông ta hít sâu một hơi thật sâu, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, dặn dò, đây là quân Hắc Long mà Giang Thần đưa từ Nam Hoang tới, đừng phát sinh xung đột với bọn họ, tiếp theo cậu tùy cơ ứng biến đi. Sau khi thiên tử phân phó, ông ta rời đi. Giang Thần nhìn hơn 100 người vây quanh, nheo mắt nói nhẹ, kinh đô, cấm vệ xích diễm quân. Người đàn ông trung niên đi tới, chào theo nghi thức quân đội rồi lớn tiếng nói, phó soái xích diễm quân, nghe nói trước đây Hắc Long bị bắt, đến đây giải cứu, không sao chứ. Giang Thần cười nhẹ, không sao, có thể có chuyện gì chứ, trở về cảm ơn thiên tử giúp tôi, cảm ơn ông ấy đã phái người tới đây hỗ trợ, tàn cuộc nơi này ông thu dọn giúp tôi. Giang Thần xoay người rời đi. Sát thủ mà anh thu phục đã theo sau anh. Những sát thủ này đều may mắn là đêm qua bọn họ đã theo Giang Thần. Nếu không, điều chờ đợi họ hôm nay chính là cái chết. Lại là quân Hắc Long và Xích Diễm quân. Cho bọn họ 10 mạng cũng không đủ để giết. Sau khi rời đi, Giang Thần lên một chiếc xe. Anh ngồi ở hàng ghế sau. Mộc Vinh đi theo anh vào trong xe, đưa một điếu thuốc rồi hỏi, đại ca, anh cứ để bọn họ đi như vậy sao? Nếu không phải đại ca sắp xếp trước, tôi tin rằng Xích Diễm quân chắc chắn sẽ không nhận ra anh, sẽ dùng súng bắn anh chết. Giang Thần lộ ra vẻ bất lực, anh nói, vậy chúng ta còn có thể làm gì nữa, giết hết bọn họ sao, phía sau Xích Diễm quân là thiên tử, Xích Diễm quân có đặc quyền thực thi pháp luật trên toàn quốc, nếu xung đột với họ, đến lúc đó thiên tử sẽ làm phản, cái này nói không rõ được. Vẫn là đại ca có tầm nhìn xa. Đi thôi, đi về. Giang Thần hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng vượt qua được nguy cơ lần này. May thay, lần này không xảy ra chuyện gì. Đại ca, những sát thủ kia, vẻ mặt Mộc Vinh ngập ngừng hỏi, sắp xếp như thế nào? Giang Thần suy nghĩ một chút rồi nói, về nhà họ Giang trước, sau khi về, tôi sẽ tìm Tiêu Giao Vương để sắp xếp thân phận hợp pháp lý cho họ. Những người này đều là cao thủ thực sự, sau này có thể có ích. Ừm, Mộc Vinh gật đầu. Đúng rồi, Giang Thần nhớ tới cái gì đó. Phân phó, dùng mạng lưới tình báo ngầm đi thăm dò Độc Bộ Vân một chút, tôi muốn tất cả thông tin của anh ta. Tôi hiểu rồi. Giang Thần nói xong lập tức ngừng nói, nhắm mắt lại bắt đầu trầm tư. Sau sự việc này, anh cơ bản có thể xác định thiên tử muốn anh chết. Anh khó hiểu, anh đã không còn là chủ soái của Nam Hoang, đã bị thiên tử uy hiếp rồi, tại sao thiên tử lại muốn anh chết? Lúc này, anh bắt đầu nghi ngờ Đại Hạ Vương, trưởng quan cao nhất Trung Quốc, nhân vật có quyền lực đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp. Lần trước anh vào Kinh Đô, mặc dù đã thỏa hiệp với Đại Hạ Vương, trưởng quan cao nhất Trung Quốc, Đại Hạ Vương muốn lợi dụng anh để gia tăng những tranh chấp trong quan toàn, dẫn tới một cuộc thanh trừ lớn. Lúc này, anh cảm thấy bản thân mình là đối tượng cần được dọn dẹp. Mặc dù anh đã tạm rời cương vị công tác, nhưng hình kiếm vẫn ở đó, quân Hắc Long vẫn tuân theo mệnh lệnh của anh. Quân Hắc Long trấn giữ biên giới Nam Hoang, mà Nam Hoang quá đặc biệt, có lẽ chỉ khi anh chết đi, Đại Hạ Vương mới cảm thấy yên tâm. Chỉ hy vọng nó không phải như những gì tôi nghĩ. Giang Thần thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chương 280, kết thúc. Không lâu sau Giang Thần đã trở về nước. Sau khi đến Giang Trung, anh không về nhà ngay. Thay vào đó, anh đưa những sát thủ được thu phục tới xưởng sửa chữa ở ngoại ô rồi đến trụ sở của mạng lưới tình báo ngầm. Nằm sâu dưới lòng đất trong xưởng sửa chữa, trong một căn phòng bí mật. Giang Thần ngồi trên sofa. Sát thủ mà anh thu phục đứng bên cạnh. Giang Thần nhìn quét qua bọn họ một cái. Đứng thứ ba trong danh sách sát thủ, một em gái. Đứng thứ tư trong danh sách sát thủ, một tên dâm tặc. Đứng thứ năm trong danh sách sát thủ, Dạ Nam Phong. Đứng thứ sáu trong danh sách sát thủ, một tên man dợ. Đứng thứ bảy trong danh sách sát thủ, tử thần. Đứng thứ chín trong danh sách sát thủ, bọ cạp.
đứng thứ 10 trong danh sách sát thủ, Vũ Điệu Tử Thần. Trong số 10 sát thủ đứng đầu danh sách sát thủ, ngoài Hắc Xà đã chết và đệ nhất sát thủ, 10 tên đứng đầu đều đã bị anh thu phục. Hắc Long, anh đã hứa với chúng tôi rằng sẽ cho chúng tôi 10 tỷ. Tên dâm tặc đứng thứ 4 trong danh sách sát thủ, mở miệng hỏi về 10 tỷ mà Giang Thần đã hứa. Những người khác cũng nhìn về phía Giang Thần. Vì tiền, họ chọn đi cùng Giang Thần. Vì tiền, họ chọn đi cùng Giang Thần. Nếu không có tiền, cho dù chết, bọn họ cũng có thể không đi theo Giang Thần. Giang Thần hơi dừng tay, nói, đừng lo lắng, tôi hứa với các người, tôi nhất định sẽ giao cho các người, nhưng không phải bây giờ. Các người lấy quá nhiều tiền cũng vô dụng, vậy trước tiên tôi sẽ trả cho các người 100 triệu, phần còn lại sẽ được trả hàng tháng như lương bổng, các người thấy thế nào? 10 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Mỗi người 10 tỷ, tất cả cộng lại lên đến 70 tỷ. Nếu yêu cầu Giang Thần rút ra nhiều tiền cùng một lúc như vậy, anh không nỡ cũng phải. Bởi vì bây giờ là lúc để đốt tiền xuyên thời đại. Hắc Long, anh đang đùa chúng tôi sao? Tử Thần đứng thứ 7 ngay lập tức vô cùng tức giận. Tử Thần, giới tính nam, khoảng 40 tuổi, có khuôn mặt đậm chất Trung Hoa, lông mày rậm và đôi mắt to, như một tên đàn ông thô kệch. Anh ta lập tức cầm súng, chĩa về phía Giang Thần, lạnh lùng nói, nếu hôm nay anh không đưa cho tôi 10 tỷ, tôi sẽ không để yên cho anh. Giang Thần liếc anh ta một cái, sắc mặt trầm xuống, khi anh giơ tay lên, một cây kim bạc bay đi. Cây kim bạc đâm chính xác vào cổ tay Tử Thần. Cổ tay anh ta đau nhói, khẩu súng rơi xuống đất. Giang Thần lạnh giọng nói, tôi đã nói sẽ cho thì tôi sẽ cho, các người có thể làm gì tôi? Tôi có thể cứu mạng, có thể giết, 100 triệu không phải là số tiền nhỏ. Cả nhà các người cũng không thể sử dụng hết số tiền nhiều như vậy. Mà nếu các người đi theo tôi, cũng sẽ không có cơ hội ăn chơi đàng điếm. Giang Thần nhìn những người khác, lại hỏi, các người có gì không hài lòng có thể nói, tôi sẽ đưa thuốc giải, các người có thể rời đi, nhưng có thể rời khỏi thành Giang Trung còn tùy thuộc vào năng lực của các người. Những sát thủ này đều giữ im lặng, không nói một lời. Nếu không có ai phản đối nên cứ như vậy đi, đưa tài khoản cho tôi sẽ chuyển tiền cho các người trước. Những tên sát thủ này không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đưa số tài khoản. Giang Thần cũng rất đáng tin cậy, anh đã chuyển cho mỗi người 100 triệu. Sau khi đưa tiền, anh dặn dò tạm thời ở lại đây, đừng di chuyển lung tung, tôi sẽ tìm cách giúp các người có thân phận hợp pháp. Được. Bọn sát nhân gật đầu rồi lần lượt rời đi. Hừ, sau khi bọn sát thủ rời đi, Giang Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông chủ, Mục Phinh hỏi, kế tiếp phải làm sao? Giang Thần trầm tư một lát, nói kiểm tra tất cả tin tức về Độc Bộ Vân, nếu tôi đoán không lầm, tên đứng đầu danh sách sát thủ chính là Độc Bộ Vân này. Hắc Xà nói rằng người này đã tích lũy tài sản trong 30 năm. Anh ta đã đủ giàu để sánh ngang với một đất nước, bây giờ tôi cần tiền, nếu tôi có thể có được số tiền này thì rất tốt. Được. Còn nữa? Giang Thần tiếp tục chỉ thị, nhìn chằm chằm cửa hàng đồ cổ thiên tử số 1 ở phố đồ cổ. Nếu có tin tức về chiếc hộp được khai quật từ ngôi mộ cổ của vua Lan Lăng Vương ở miền Nam hoang dã, hãy thông báo ngay cho tôi. Tuân mệnh. Nhân tiện, hãy kiểm tra sự thật về những sát thủ này. Nếu có thể, hãy đưa gia đình họ về nước và mua một ngôi nhà, tìm việc làm cho họ, những sát thủ này chỉ có thể tuân theo khi người nhà của họ ở đây. Giang Thần nói những thứ này xong thì đứng dậy rời đi. Vừa mới bước ra khỏi tiệm sửa xe, một chiếc xe Jeep chạy tới, kính xe lăn xuống, Tiêu Dao Vương vẻ mặt vui vẻ, vẫy tay với Giang Thần. Giang Thần bước tới, mở cửa lên xe. Tiêu Dao Vương lấy ra một điếu thuốc đưa qua, hỏi tối hôm qua có chuyện gì xảy ra không? Giang Thần cầm lấy điếu thuốc, anh đặc biệt cười nhẹ, nếu như xảy ra chuyện, tôi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Xích Diễm Quân đã ra trận, vẻ mặt Tiêu Dao Vương rất nghiêm trọng, tối hôm qua có mấy chiếc máy bay trực thăng đáp xuống sông, Xích Diễm Quân tới, mang theo một tên tù binh, là ai thì tôi không biết. Mà Xích Diễm Quân lại có đặc quyền thực thi pháp luật trên toàn quốc, tôi không có quyền can thiệp. Giang Thần gật đầu nói, tôi biết, đã đối mặt với nhau rồi, suýt chút nữa là quá tay. Nếu là người không có thân phận của Xích Diễm Quân thì đã bị người của tôi xử lý rồi. Tiêu Dao Vương rất ngạc nhiên. Giang Thần cười nhẹ, đừng ngạc nhiên, thiên tử muốn giết tôi, muốn mượn tay của Hắc Điện để giết tôi. Phó Điện Chủ Hắc Xà lại muốn lợi dụng tôi cùng thiên tử để hại Độc Bộ Vân. Thiên tử bày cho Hắc Xà một kế, tôi bày cho Hắc Xà một kế, giết Hắc Xà. Giang Thần thản nhiên nói, nhưng Tiêu Dao Vương rất kinh ngạc và sợ hãi, hỏi có chắc là thiên tử không?
Giang Thần cười tủm tỉm nói, ngoài thiên tử, người có quyền nói lên chuyện vài năm trước nhân tài cả nước truy bắt Độc Bộ Vân, người có thể đưa Xích Diễm quân đến, thì còn ai? Thiên tử muốn giết cậu, chỉ huy cấp cao Trung Quốc, vua Trung Quốc có biết không? Tuy không còn là Hắc Long, nhưng anh đã từng phục vụ quốc gia đã có đóng góp to lớn. Giang Thần hơi dừng lại, có biết chuyện đó không còn quan trọng nữa, hay đây cũng là một trong những kế hoạch của kẻ đứng trên kim tự tháp đế vương, muốn thu dọn tất cả mọi thứ, bao gồm cả tôi. Giang Thần mở cửa xe, xoay người rời đi. Mặt khác, Tiêu Dao Vương đang suy nghĩ, những lời của Giang Thần đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho ông ta. Có vẻ như mọi chuyện thực sự sẽ rối tung lên. Nếu bên trên muốn tấn công Hắc Long thì nhất định phải đứng về phía vua Trung Quốc, nếu không sau khi mọi chuyện kết thúc, vua Trung Quốc cũng sẽ tìm đến cửa. Bởi vì ông ta cũng là một trong năm vị chỉ huy và nắm trong tay quyền lực rất lớn. Nhân tiện, Giang Thần dừng lại, nhìn Tiêu Dao Vương đang trầm ngâm, anh nói, tôi đã thu phục được một ít sát thủ, danh tính của những sát thủ này cũng không thể lộ ra ngoài, thậm chí có thể nói là không có danh tính. Có thể tìm cách giúp bọn họ có một thân phận hợp lý không? Ừm. Tiêu Dao Vương phản ứng lại, gật đầu nói, không có vấn đề. Để đó cho tôi, sau này cậu cẩn thận một chút. Giang Thần cười, tôi đã lao qua núi đao biển lửa. Bây giờ, những âm mưu và thủ đoạn này có là gì, đừng lo lắng, tôi có thể đối phó với nó, đi đi. Anh vẫy tay với Tiêu Dao Vương. Anh lên xe, dặn dò người em đã chờ đợi trên xe từ lâu, đưa tôi về nhà họ Đường. Sau khi ra lệnh, anh ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Trước khi đến nhà họ Đường, Giang Mị đã gọi điện, Giang đại ca, mọi chuyện ổn chứ? Ừm, Giang Thần đáp, mọi chuyện tốt đẹp. Ha ha, còn Hắc Xà thì sao? Giết, Giang Thần không giấu giếm, anh nói, người này quá nhiều mưu mô. Không an toàn khi để bên cạnh, Giang Mị đang ở trong bệnh xá, cô ta nghe thấy điều này thì rơi vào im lặng, sau một vài giây, cô ta hỏi, tôi có thể lấy thân thể của anh ta về có được không? Tôi e rằng việc này có chút khó khăn, Xích Diễm quân của thiên tử là người dọn dẹp chiến trường, không phải người của tôi không còn tại vị, tôi không có quyền yêu cầu thiên tử trao cho một thi thể. Ừ, hiểu rồi, Giang Mị cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, cô ta đã khóc. Cô ta lớn lên cùng con Hắc Xà, cùng nhau huấn luyện và cùng nhau chiến đấu vượt qua vòng vây. Hắc Xà đã luôn chăm sóc cô ta chu đáo, nhưng bây giờ cô ta thậm chí không thể gặp anh ta lần cuối. Giang Thần biết rằng Giang Mị đang rất buồn. Sau một lúc suy nghĩ, anh gửi cho cô ta một tin nhắn. Hắc Xà đã phái nhiều sát thủ đến núi Ngũ Cốc, không chỉ để bắt tôi, mà còn để giết cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 280.